Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đồng minh ông Trump chỉ trích động thái gỡ rào vũ khí cho Ukraine. Các đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả con trai ông Donald Trump Jr. và một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Ukraine đang tiếp diễn và có thể làm gia tăng căng thẳng giữa các cường quốc hạt nhân. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump, đã đăng trên mạng xã hội X vào ngày 17 tháng 11 rằng Joe Biden đang nỗ lực một cách nguy hiểm để bắt đầu thế chiến 3 bằng cách cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Bà Greene cho rằng quyết định này phản ánh sự thiếu trách nhiệm của chính quyền Biden và cho rằng người dân Mỹ không muốn tham gia vào những cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Chúng tôi chỉ muốn giải quyết những vấn đề của chính đất nước mình, bà Greene nói thêm. Cùng ngày, David Sacks, nhà đầu tư mạo hiểm và đồng dẫn chương trình podcast All In, cho rằng ông Biden đang leo thang tình hình một cách quyết liệt, trong khi Tổng thống đắc cử Trump có mục tiêu rõ ràng là chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Sacks đặt câu hỏi liệu Biden có đang cố tạo ra tình huống khó khăn cho chính quyền Trump trong trường hợp ông Trump tái đắc cử. Thượng nghị sĩ Miley của Đảng Cộng Hòa cũng chỉ trích quyết định này, cho rằng nó chứng tỏ phe Dân Chủ thích chiến tranh và rằng chiến tranh sẽ mở ra cơ hội để bộ máy chính phủ Mỹ phát triển. Tỷ phú Elon Musk, người được ông Trump bổ nhiệm làm đồng phụ trách ban hiệu suất chính phủ, cũng chia sẻ quan điểm này, cho rằng chính quyền Biden đang tiếp tay cho chiến tranh. Con trai của ông Trump, Donald Trump Jr., cũng chỉ trích quyết định này là xuẩn ngốc. Ngành công nghiệp quân sự dường như muốn đảm bảo thế chiến thứ ba sẽ nổ ra trước khi bố tôi có cơ hội tạo dựng hòa bình và cứu người, Trump Jr. viết trên mạng xã hội. Ông cũng cho rằng quyết định này không chỉ nguy hiểm mà còn coi mạng sống con người là thứ yếu so với lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng. Charlie Crick, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ Turning Point USA, cũng lên tiếng phản đối, cho rằng vũ khí của Mỹ không nên được sử dụng để tấn công vào Nga. Hãy tưởng tượng nếu Nga cung cấp tên lửa để bắn vào nước Mỹ, Crick nhấn mạnh. Mặc dù bị chỉ trích từ các đồng minh của ông Trump, quyết định của Tổng thống Biden đã nhận được sự ủng hộ từ một số quan chức Mỹ và các chuyên gia quân sự. Họ cho rằng việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa sẽ giúp Kiev củng cố vị thế trên bàn đàm phán và tạo ra cơ hội chiến lược khi Nga đang có những bước tiến lớn trên chiến trường. Những vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn tối đa 300 km, có thể giúp Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Động thái này cũng đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ khi chính quyền Biden từ lâu đã né tránh việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine do lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với Nga. Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa sẽ là bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột này. Mặc dù vậy, một số quan chức Mỹ nhận định động thái này khó có thể thay đổi cục diện chiến trường tổng thể, nhưng nó sẽ giúp Ukraine trong ngắn hạn. Đặc biệt, khi quân đội Nga đang có những bước tiến quan trọng tại các khu vực chiến lược, việc này cũng giúp Ukraine có thêm lợi thế nếu hai bên đồng ý ngồi vào bàn đàm phán trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng về vấn đề này, khẳng định rằng đòn tập kích không được thực hiện bằng lời nói và tên lửa sẽ tự lên tiếng. Dù vậy, chính quyền Ukraine không tiết lộ thời gian cụ thể khi nào cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ diễn ra. Trong khi đó, các quan chức Nga, bao gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Vladimir Zarabarov và nghị sĩ Andrei Kilitsa đã cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn đến thế chiến thứ ba và gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước Ukraine nếu tình hình tiếp tục leo thang. Những phát ngôn này phản ánh một cuộc đối đầu căng thẳng không chỉ giữa các quốc gia mà còn giữa các phe phái chính trị trong chính trị Mỹ. Trong khi Tổng thống đắc cử Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu ông nắm quyền, chiến sự sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ. Quyết định của ông Biden rõ ràng đã khiến các đồng minh của ông Trump cảm thấy lo ngại về những hậu quả khôn lường mà nó có thể gây ra. Có tin, ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh sang Nga, Moscow lên tiếng. Ngày 17 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng về thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, theo đài RT. Phát ngôn của bà Zakharova được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Cụ thể, hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin quan chức Mỹ cho biết ông Biden đã cho phép Ukraine dùng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu sang lãnh thổ Nga. Ukraine có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới.
nguồn tin không tiết lộ chi tiết các cuộc tấn công vì lo ngại về an ninh. Đáp lại, bà Zakharova nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ quan điểm của Moscow trong vấn đề này. Vào tháng 9, ông Putin nói rằng lực lượng Ukraine không có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vấn đề không nằm ở chỗ có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, có trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự hay không. Ông Putin nói, Tổng thống Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Thông tin ông Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga xuất hiện 2 tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức và nhiều tháng sau lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo nguồn tin, sự thay đổi trong chính sách của Mỹ phần lớn là để ứng phó trước thông tin Nga triển khai bộ binh Triều Tiên để chiến đấu với Ukraine. Trong bài phát biểu tối 17 tháng 11, ông Zelensky nói rằng các tên lửa sẽ tự nói lên điều đó. Hôm nay, nhiều phương tiện truyền thông nói rằng chúng tôi đã được phép thực hiện các hành động thích hợp, nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói. Những vấn đề như vậy không được công bố, ông Zelensky nói. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận. 11 tỉnh Ukraine hứng loạt UAV xuyên đêm. Lực lượng không quân Ukraine cho biết, quân Nga đã phóng 83 máy bay không người lái UAV tấn công từ khuya 15 tháng 11 giờ địa phương. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 16 tháng 11, lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 53 UAV trong số đó, theo hãng tin Ukrinform. Cụ thể, theo tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine, trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút tối 15 tháng 11 đến rạng sáng 16 tháng 11, quân Nga đã nã tên lửa phòng không S-300, phóng 83 UAV tấn công loại Shahed từ các tỉnh Kursk, Orel, Primorsk, Astak, Nga nhằm vào tỉnh Kharkiv của Ukraine. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 16 tháng 11, quân Ukraine đã hạ 53 UAV tại các tỉnh Cherkasy, Odessa, Kiev, Zhytomyr, Sumy, Mykolaiv, Kirovohrad, Poltava, Zaporizhia, Kharkiv và Khmelnytsky. Có tới 30 UAV biến mất khỏi radar ở các khu vực khác nhau trên khắp Ukraine. Cũng trong sáng 16 tháng 11, các lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào thành phố Zaporizhia, tỉnh cùng tên, gây hư hại cho một cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các thành phố Liman, Torez, Siversky, Pokrovsky, Kurakhiv. Tình hình ở hướng Pokrovsky và Kurakhiv vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh quân Moscow đang tập trung nỗ lực tấn công chính vào hai thành phố này. Cụ thể, tại Pokrovsky, quân Nga trong ngày qua 32 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Miroliubivka, Lysivka, Promenya, Krutoya, Petrivka, Novolesivka và Pustinka. Tại Kurakhiv, quân Nga trong ngày qua 25 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Nova Ilinka, Berezki, Novoselidivka, Vosnesenka, Sonsivka, Novomichivka, Zoria, Kurakhov, Daniel, Katerinivka và Atonivka. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng phòng không Moscow đã bắn hạ 34 UAV của Ukraine trên 5 khu vực của Nga trong đêm 15 tháng 11, hãng thông tấn TASS đưa tin. Trong đêm qua, các nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 34 UAV của Ukraine, 20 chiếc trên không phận tỉnh Kursk, 11 chiếc trên không phận tỉnh Bryansk, 1 chiếc trên không phận tỉnh bán đảo Crimea, 1 chiếc ở tỉnh Belgorod và 1 chiếc ở tỉnh Kaluga, theo Bộ Quốc phòng Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!